con Tundra, lựa chọn tiếp theo của họ là ban Tiny, ban TA, ban cho mình một con Ember. Bên phía team Rem thì hướng rất nhiều vào vị trí offlane, của ban ba con hero offlane, thậm chí là hai con sắp 4 của Snaking. Em ơi, đó, Ban họ không mắc luôn. sai lầm của OG trận đấu trước. Cái đấu trước khi mà OG họ ban con Venom thì mình đã bảo là ban nốt cái con Enigma đi. Ban thì phải ban cả đôi, cuối cùng ban mỗi Venom thả Enigma chết luôn. Tại vì tất cả các team mà đánh với cả cái team Tundra đều ban con Enigma. Đúng, phải Tại vì đánh ban. con này thợ. Snaking đánh Enigma nó phải rơi vào tầm, anh nghĩ là tầm Taiga. Nó phải là Taiga anh em ạ. Đây rồi, lại là team bờ sọ dành cho Tundra. Ở trận đấu này thì có Sven. Sven đi với cả team bơ. Không hay lắm, Sven thì không đánh được cả, không đánh được với team bơ. Nhưng mà Omi thì là sao nhỉ? Omi. Omi offlane à? Chơi gọi là búp mọi thứ dành cho Sven rồi. Bài này bên phía của team Secret đã dùng. Đúng. Em nhớ không? All in vào Sven đấy. Trận đấy là trận Secret và team Liquid map 2, tôi vẫn nhớ. Vâm đấy anh em ạ. Một con Sven sẽ cực kỳ vâm. Có thêm cái lượng strength đến từ Heavenly Grace. 50% kháng hiệu ứng. Đúng rồi. Thêm strength là thêm đam rồi. Chưa kể là 50% kháng hiệu ứng nữa. Ui, Nhưng Fayless mà void, Void. void đối là cao tu. Chạy hạt thế nhờ. Nhưng mà đừng quên cái ulti của con Omi. Đúng rồi. Đừng quên cái ulti của con Omi. Khi mà void úp lồng mà Omi anh ta đứng ngoài, bật một cái Guardian Angel lên, thế là hết. Void đấm không mất máu. Dạ em nghĩ là còn tùy cách thay đồ Fayless Void. Nếu mà anh ta lên cho mình MKB thì đấm vẫn đau đấy. Đấm vẫn MKB thì chát. thêm gọi là không ăn thua à. Tí đam phép thôi. Đấm vẫn chát Anh đấy. nghĩ là phải là mana đi full. Ít ra không đấm chết đối phương thì đấm hết mana thì cũng tạm. Hoặc là về sau late game thì không nói rồi. Late game thì anh ta có thể lên một cái nullifier để mà Mà counter lại. có một cái vấn đề nữa là lượng đam phép bên phía Tundra cũng rất là nhiều. Họ có thêm cái Eye Blast của AA, thậm chí là có một cái Chakram có thể Đúng. vứt vào trong lồng để follow được. Còn có tiếp so thì nó lại là đam pure rồi, Đúng nó là rồi. cũng Khó khó. không quan tâm lắm. Nào, và lựa chọn đến từ các thành viên team Brave. Thấy tương đối băn khoăn ở tầm thời điểm này. Đội bạn cầm cả Fayless Void ra để chơi cùng. Không biết là lượt pick sẽ là gì đây. Carry được pick hơi sớm để cho đối phương vừa có offlane lại vừa có carry để có thể chơi lại được với cả con Sven này. Nếu như là một con Red King đi thì sẽ là yên tâm hơn một chút. À, thực sự là game đầu trước của Red King đánh với cả team Bersaw cũng không hay lắm. Nào. Trời ạ, trên trên kênh có một bạn bảo là Nigma không giàu thôi. Thế mà anh em cũng phải gọi là Nigma trông nghèo mà, trông nhà cửa sơ xác, nhưng mà đấy là Nigma bề nổi thôi, còn bề chìm thì tôi không biết. không giàu á. Có bạn vừa nói thế phát là thôi, anh em Ôi trên kênh thì mà gọi là nháo nhào lên, con. mắng mỏ cho một trận. Nigma không giàu Anh em ạ. ạ, à, cái bề nổi thì Nigma thì đúng là không giàu thật. Nhưng cái bề chìm thì bọn tôi cũng không biết. Anh em Nhưng mà chúng ơi. ta vẫn thường mệnh danh Nigma là băng cướp. Đúng. Mà băng cướp thì khả năng cao là không nghèo được. Đúng, họ không thể phô trương như kiểu Đúng. OG được. Bọn tôi làm gì có tài trợ đâu. Đúng, Bọn bọn tôi tôi mới có tài nghèo. trợ. Đấy. Nhưng mà cái quan trọng là khi mà cướp được thì anh em biết rồi đấy, 40 tên cướp thì giấu một kho vàng. Đúng. Alibaba là cái ông may mắn duy nhất phát hiện ra cái Nó kho còn vàng phải là vừa đấy. gây mở ra thì mới Đúng phát hiện ra đúng rồi. không? Chứ còn để mà anh em mình ngồi trên kênh đấy, cả xóm cả làng có ai biết là bọn cướp để tiền ở đâu Thật. đâu. Nếu mà nói về nghèo ấy thì chỉ có thể là Caster gọi là Dota 2 của 500 Bros là nghèo nhất thôi. Cái này thì bọn tôi chắc chắn là chuẩn. Còn bảo Nick Ma nghèo thì chắc là không đúng đâu. Đúng. Chứ Caster 500 Bros Dota 2 thì nghèo thì là chuẩn rồi, anh em không cần phải gọi là suy nghĩ làm gì cả. Nghèo là rõ luôn. Anh ơi, đã nghèo lại còn thấp vế. Thật. Đi vào công ty bây giờ chỉ trườn thôi anh em ạ. Bây giờ nhá, ở ngoài kia còn đang làm mà giải PUBG Mobile, Đúng. C-Final. Các tờ toàn tên tuổi, Carter, Vilova, Tung GOT, TT. Hinova. Tôi đi qua đấy thì tôi mặt tôi chỉ dám cúi xuống thôi mà, chứ gọi là ngẩng ngẩng lên phát là cường OT sút cho vỡ mồm Đúng ngay. rồi. Người ta là 40.000 lượt xem anh em ạ. Thi thoảng gọi là bứt bứt tốc network lên là được 40.000 lượt xem, còn cứ trung bình là 20.000. Thật. Còn anh em mình ở trong này với nhau Hôm nào cả bứt tốc thì chắc là được 2.000. 2.000. Đấy. Bình thường chắc được 700. Đúng Cũng chỉ rồi. gọi là giúp vào cái góc sâu sâu một tí để mà cát thôi, chứ biết Đúng làm nào. rồi. Còn lên lên được like nữa. Ui, xin thưa cả anh em ngoài kia nó 20.000 mà nó lại là 15.000 like. Trời Trong này anh em mình bạn đấy vừa gần đã 2 nghìn, 2.000. bạn đấy được tầm khoảng độ 1.700, anh xin mỏi mồm từ 500 lên 550. Được 500 like ạ. Buồn dã man. Cúi cúi cái mặt xuống mà, chứ vênh mặt lên là cường OT cả Hinova sút cho thì là bay mồm luôn. Clock.
Lựa chọn cuối dành cho Tundra. Đây là một hero mà tôi đánh giá là Sơn King đánh cũng hay. Đúng rồi. Brim thì đi cây. Bài này bài cục thế nhở. Bài này ba con bài lực em ạ. Lại là bài ba sờ trang đấu với cả team thọ. Ui. Không biết là có ổn hay không, nhưng mà tôi thấy là bên phía Brim họ hơi nhăn mặt rồi. Lại là ba con tứ sơ trang để chơi với cả một con Tibersaw của anh chàng 33. Thôi xong. Nhưng đây là một bài gây áp lực sớm. Với một con Dragon Knight họ sẽ họ có thể stick push sớm. Với cả một con Sven nữa, tận dụng hai ultimate đẩy trụ rất là nhanh. Nhưng cái vấn đề là bên phía Tundra họ đang thiếu đam follow trong lồng. Và các khả năng cover đang rất tốt đến từ các thành viên Brim. Có thể cậy sự châu bò áp đảo game đấu. Đây là một game đấu mà Brim không được phép dừng lại. Họ phải lăn một cái bánh răng cực kỳ chuẩn, chạch khớp một phát thôi, lệch một pha combat để đối phương úp lồng, ném chakra vào, bắt gọi là đứng ngoài xả off biết các thứ, thêm cả AA bắn ai blast nữa thì là chết hẳn. Bài này nó phải là snowball sớm, chính xác. Sven khoảng độ 3 đồ. 3 đồ với Sven tôi nghĩ là tầm khoảng độ phút thứ 24 là đẹp, lúc đấy là phải chơi tới rồi. Sven thì sẽ là gì đây? Có thể đầu tiên là MOM Eco, sau đó sẽ là BKB. Sau BKB thì sẽ là một cái Dialus hoặc là AC tùy trận đấu. Mà đầu tiên thì cứ MOM cả Eco Saber farm cho nhanh đã. Bài này em nghĩ là phải lăn nhanh đấy. Bài này chắc là không cần BKB, có Omi rồi. Đúng BKB rồi. Là sẽ bị thiếu đam. Đóng thẳng cho mình cái Dialus giống như kiểu là không có cái gì để cần BKB làm. Đúng, đóng thẳng Dialus giống như kiểu là Matumaman đấy. Chặt cho khỏe. Carter CS này. Carter CS. Carter CS cũng khỏe anh em nhá. Người ta gọi là stream lại là cắt giải là 20.000 view ở Nemo các kiểu. Bọn tôi thì Carter CS, anh em thấy cái từ Nemo không? Cái từ Nemo đồng nghĩa với nó là gì? Là tiền. Còn bọn tôi thì là ở đâu? YouTube, nền tảng không trả tiền, free. Trời ơi. Nemo là một có từ Nemo ở trả trong đấy là tiền nhé. Rồi mà thôi, bây giờ chúng ta sẽ không lan man nữa, quay trở lại tập trung vào trận đấu này. Khi mà với tôi thì tôi muốn là bên phía của team Brim thắng để chúng ta có thêm một cái loạt trận bò một nữa, ba trận bò một nữa để theo dõi. Brim thôi anh em. Mong là trận đấu này thì Brim có thể chiến thắng được. Còn thực sự nhìn cái đội hình của Tundra trông đẹp, để nói mà để combat và đánh về lâu về dài thì mình vẫn nghiêng về phía Tundra. Nhưng Brim trận đấu này thì họ phải thi đấu cực kỳ khớp với nhau để có thể cover tốt được cho nhau. Và cái con Dragon Knight di chuyển ra khu vực land mid thì nó phải là một con DK làm gỏi được con Park ở mid anh em ạ. Ít nhất nếu mà không làm gỏi được Park thì anh ta phải clear được cái trụ mid sớm. Đấy là một cái lợi thế cực kỳ to lớn. Bao giờ kênh riêng của tôi mới sang được Nemo TV nhỉ? Bây giờ tôi đang có khoảng độ 150 anh em xem. Bây giờ tôi sang Nemo là chắc là còn khoảng độ 15 người. 15 người thì không biết là tài trợ ở đâu ra, thôi làm im ở YouTube đi chứ biết làm nào. Anh bây giờ sang Nemo, Nemo là nó chia tay rồi để phát lương. Ừ, 15 người thì tay ở mấy? Không có tay ở. Rồi, tập trung lại trận đấu này này. Focus sử dụng stun để cướp cho mình một cái bounty. Và như vậy là bên phía của team Brim họ có 3. Khi mà Skylax là người click tốt hơn so với cả Skitter. Quiz đi mid với một con DK. DK đi cả Bắc. Kèo này DK chơi thoải mái. Đúng. Tôi nghĩ là chỉ cần 2 điểm máu rồng thôi là cái con Bắc này cho nó phóng off. Nó đánh tay không chết nổi rồi. Ra thì đối với các support của bên phía Tundra thì Club cũng không phải là một con có khả năng di chuyển roam gank quá tốt mà người một con DK. Thế nên là cái việc mà DK thắng mid sẽ là dễ thôi. Và trên land top này thì Omni à? Với cả Lina đúng là một pha sở tan thôi. Pha ta đã gọi là thập tử nhất sinh này rồi. Tím người đấy. Với việc là AA với cả một con, đây là Void. Con AA nhá, nó rất sợ cái Heavy Grey. Vừa câu fit vào đối phương, búp Heavy Grey mất luôn. Vừa không harass mất máu, lại còn không sở tan, cực kỳ là phế. AA đi lên này chắc là chỉ ném trên linh tắt ở chính thôi. Chứ dí câu fit vào thì phải chờ đợi đối phương búp cái Heavy Grey đã. Đây rồi, đang chặt 33. Và Focus là người có mạng. Đánh sớm khi mà cái con Tibersaw này nó chưa có cho mình Reactive Armor. Tín hiệu chăng? Tín mà... hiệu. Em quên mất một điều là con Oracle này nó level 3 rồi, sát thương phép khỏe lắm. Khỏe. Tibersaw không liều được đâu. Đây là một land Tibersaw không chơi liều đâu anh em ạ. Một cú dúi thôi, có khi đi sai đường là Tibersaw cũng ngất luôn. Đối với một con Oracle thì tầm level 3 thêm một cái stun của Sven nữa là Tibersaw cực kỳ nguy hiểm đấy. Nên nhớ là ở cái vòng bảng thì là bên phía của team Brim họ chiến thắng Tundra 2-0. Nên cơ sở để họ chiến thắng game đấu này là có. Vừa rồi trận đấu ở OG thì mình không theo dõi kỹ, nhưng mà theo anh em thì cũng là Brim là người dẫn trước.
trước và sau đó là OG lật kèo thôi. Đúng rồi. À, trận đấy thì do Brem họ ban pick dễ chơi hơn, có Tiny. Đối phương thì toàn những cái con máu giấy. Trận này thì tôi mình tin là Brem đầu game cũng sẽ là ổn thôi. Họ có cho nhà mình những cái con hero có thể sống sót tốt ở lane, DK, Sven. Đã là khỏe. DK sẽ không có cho mình rune rồi. Khi mà cả hai cái đều thuộc về bên phía ở Tundra. Ba. Không sao. Tôi nghĩ là một con Oracle thì nó chỉ gây khó chịu dành cho Tibersaw thôi, chứ bảo là Oracle solo kill được Tibersaw là quá khó. Trận này mà Brem thắng thì chúng ta sẽ lại có tiebreak đánh tiếp anh em ạ, chứ không phải yêu lại là... từ đầu. Đúng rồi, yêu lại nó từ đầu. Nó lại là 3 trận. Chúng ta sẽ có 6 trận vòng 1. Nghe nó cũng đã hơn, tôi xin thưa cả anh em. Cái vòng loại bây giờ trước là cũng có tiebreak. Tôi nhớ. Nhưng mà tiebreak đấy là tiebreak để được đi bây giờ nó diễn ra giữa ba đội là đội Tundra, đội Liquid và một đội gì nhỉ? Anh không nhớ lắm. Không nhớ, em nhớ nhưng mà em nhớ lần đấy là cũng phải đánh lại đấy. Ừ, lần đấy phải đánh lại ba đội. Tundra Liquid cộng 1. Một đấy là ai vậy? Tôi OG thì phải, OG. Một đấy là OG em ạ. Nhớ ra ngay. Sven đang farm cực kỳ tốt, 18 creep last hit được ở lane. DK đi cả Park thì cũng là farm ổn thôi anh em ạ. Đúng rồi anh em ạ, một đấy là OG. OG. Nigma thì Nigma là họ về số 3. Nhưng mà vào đến wild card thì là về số best. Về số best. về best luôn. Thắng được đúng một game. Thực sự EU được đánh giá là khu vực mạnh nhất, nhưng mà cho đến khi họ gặp những đội tuyển ở các khu vực khác thì họ bắt đầu sương anh em ạ. SA cũng đang thi đấu tốt với những cái tên EG hay là Queen C. NA chứ, vừa rồi thêm cả SA, rất nhiều sự bất ngờ cả đến cái khu vực C nhà anh em mình nữa. C nhà anh em mình cũng căng luôn. Là siêu căng anh em ạ. Ba lốt ba liềng suốt ngày bị mấy ông gọi là streamer Việt Nam trêu, bây giờ đánh lại là căng luôn. XCTN đi bây giờ cho nó cẩn thận. Rất khó chịu nha, đang khiến cho anh chàng Wiz không có cho mình một cái rune water nào. Giết được gà. Con gà thì nó cũng không có gì khi mà Skylark đã lấy đồ rồi. Nhưng mà hai con support này nó đang tổ quay. Nó đang tổ quay obi. Tôi nghĩ là Skylark đi rồi. Anh ta cứ đảo. TP được đấy. TP phải được không. Con sâu ring. Em nghĩ TP về được thôi. Có. Bình là chết. Nhưng quả đấy hack não quá. Đoán được. Không đoán được. Nhưng mà thấy cái cây cắt đi thì có thể đoán là đối phương cắt cây và TP luôn. Nhưng mà thật ra thì chẳng qua là mình là xem cả vision cả hai bên thì mình biết thôi. Chứ Clock đoán được thì thế giới quá. Đấy là thành Clock GS mất. Rồi boss thì anh ta đã thả cho Tibersaw đi một mình rồi. Tibersaw thì cũng không ngại ngần gì cả. Nhưng mà tầm thời điểm level 6 là câu chuyện nó khác nha. Số ven level 6 sốc đam Timber rất là đau. Thế này thì muốn dí vào vị trí của Lina. Nhưng mà Omina cũng đã có mặt đây để có thể cover cho người đồng đội của mình rồi. Một cái lane, họ đi trip lane. Thế này thì hai support sẽ thọt anh em ạ. Thực sự gì đây sẽ là một cái đánh đổi cực kỳ, có thể nói là nó sẽ mang lại hiệu quả nếu như họ đi được lane. Còn có mạng ngược lại nó sẽ khiến cho hai support thọt quá, rất khó chơi tầm thời điểm mid game. Với việc là hai support di chuyển như vậy thì chắc chắn một điều là Tundra sẽ có một con Faithless Void farm free. Nhưng mà nếu mà hai support mà không giết được người thì hai support sẽ thọt. Mà họ đang đảm bảo cái việc farm của một con Faithless Void. Trong khi đó thì anh chàng Lina nãy giờ tôi thấy sờ tan là hơi mù mắt nhá. Skylark rất tự tin. Vẫn đang rất khỏe mạnh đến từ cái con Omi này, chẳng sợ gì. Cùng lắm thì spam Sering hồi máu lại là được thôi. Tôi đang thấy là cái con Sven nó một mình một vạch rồi anh em ạ. 3.100 tiền vừa farm được land vừa di chuyển vào rừng farm. Con Sven rất free. Quest thì có lẽ là cứ có form rồng anh ta sẽ hóa thôi để gây thêm áp lực của trụ mid. Oh. Sẽ không dám di chuyển nhiều. Rune bot anh em ạ. Lần này thì Wiz anh ta đã có rune rồi. Đó là một cái rune illusion. Dùng luôn. Làm ngay ba con rồng tay dài luôn. Đúng rồi. Ba con rồng sao lại có thêm Harad và người Park nữa. Đã có sự di chuyển của hai support. Bởi vì đúng là Tundra nếu mà chỉ một sắp thôi di chuyển ra không bắt được con rồng này. Đang dình đấy. Phải đang dình coi. Dình coi sau đó là Clock cock lại rồi câu fit các kiểu. Mà nên nhớ là cái con DK này nó đang có một cái rune illusion nhá, nó có thể giải câu fit được. 1-0 cho các thành viên Brem rồi. Nhưng mà Tundra trận đấu này thì
họ vẫn chưa có thêm bất kỳ mã hạ gục nào, và cái khu vực lane mid nó vẫn đang là một cái áp lực cực kỳ lớn khiến cho Park không dám di chuyển. Bây giờ anh ta chỉ cần di chuyển một chút thôi, có phong rồng để ca hóa lên cái trụ mid nó sẽ gặp nguy hiểm, và nếu mất trụ mid sớm thì Flash Boy không phải là con hero có khả năng farm bù nhanh, bởi vì trận đấu này Flash Boy sẽ phải lên búa set MOM để đảm bảo được cái tốc độ farm của mình. Chứ còn thực ra thì anh ta không có bất kỳ một cái búp nào để có thể farm cả. Còn đây thì Sven, câu chuyện là khác anh em ạ. MOM rồi. Ăn cái bãi này thì anh ta chưa quyết định sử dụng cho mình, đó là cái ulti. Cứ bình tĩnh thôi, ulti có thể để dành cho cái bãi Anson. Muốn control lại khu vực Anson, nhưng mà mình đã thấy hai con mắt của bên phía team Tundra cắm vào rồi, rất try hard. Con mắt này thì một con là con Senchi là block bãi, còn cái con Watt thì là để nhìn xem là stack sơ tiền như nào thôi. Để tí nữa nếu mà thấy Sven vào thì có thể là smoke Void Park, rồi thêm cả một con club các thứ đi di chuyển vào để phá. Snake King liên tục đẩy vào để cản. Đây là cản đối phương stack thôi. Có stack là dí ra block luôn. Vớ vẩn là chơi luôn cả cái con Lina này. Stack của chúng tôi dí vào Lina, và Lina đang bị thêm những nhát bắn đến từ những con Anson rất đau. Sẽ là sống thôi khi mà có cả Aomi ở đây. Lộ mắt rồi. Lộ mắt. Làm như thế thì là lộ mắt rồi. Club quay lại quá sớm. Rõ ràng là nếu mà đang là trời đêm, không có mắt thì làm sao có thể biết được là Aomi đến mà lùi về. Giật về hơi sớm. Hơi lộ đấy. Pha đấy là lộ mắt đấy. Đang ping lên là có mắt trên cao đến từ anh chàng Snake King rồi. Có mắt đây thì phá được không? Biết đấy. Lại chạy thôi, lại Club chạy mà cứ lòng vòng này là phải biết chứ, phải biết là có. Club vẫn đang tự tin như thế này thì có lẽ là Lina anh ta cũng chưa muốn phá cái con mắt ở đâu, vẫn đang muốn lùa đối phương về trước cho an toàn. Park cũng đã có mặt trên khu vực high ground rồi. À. Cuối cùng Tunora mới là người phá được mắt ở đây sao? Không cần coi nhỉ? Không, không được, có hồi máu các kiểu, thêm cả Oracle nữa thì chưa giết được ai đâu. Họ đánh hay nhá các thành viên đến từ Brem. Họ đã kiểm soát cái bãi Anson. Tốt, đúng rồi. Họ đã kiểm soát cái bãi Anson này đến từ Tunora, còn Brem thì vẫn có thể gọi là hỗ trợ nhau để lùi về thôi. Club cứ đứng trong này thôi. Mà club này thì sẽ hơi thọt lever. Quá, bởi vì em thấy một con club mà nếu cứ đánh cố như này anh ta sẽ mất nhiều thời gian, và offlane đối phương thì không gặp vấn đề gì cả, và những cái con mắt họ cắm kìa, em cảm giác nó đang hơi phí nhiều quá. Ping rồi, biết rồi, biết đấy có mắt rồi. Thậm chí là một con mắt cắm ở giữa lane luôn. Mắt thì thực sự là hiểm, đối phương không phá được, nhưng mà nó chưa phát huy được hiệu quả bởi vì họ không đi gank được, không giết được người. Họ cứ cover cho nhau thôi, toàn là những con hero có khả năng chống chịu tốt, Aomi, Oracle, xong lại thêm cả một con rồng nữa. Rất dễ chơi. Mặc dù focus anh ta không farm được bãi Anson đâu, nhưng mà cái lượng farm của anh ta nó đang áp đảo hoàn toàn so với cả một con Flash Boy. Anh thấy là bây giờ đồng đội cũng đã là phá mắt, cũng stack tiếp thì cái con Sven nó vẫn chơi được ấy, nó vẫn farm thoải mái thôi. Một trận đấu mà cái tính chất nó quan trọng, nó rất quan trọng dành cho cả hai đội, nên là đây là một trận đấu rất là chậm. Invi ăn luôn. Phá được con Ward, phá con Ward trên khu vực high ground kia rồi, nhưng mà cái con Ward ở dưới thì... Con Ward đấy thì khó quá. Nói chung là nó cũng không, cái vị trí không đẹp lắm, nên là cũng không cần phải phá đâu. Thật ra không đoán được mà phá ấy, nhưng mà họ đang bảo vệ được. Nhìn xem 1, 2, 3, 4 cái Senchi ở đây chỉ để đảm bảo là trên khu vực high ground này bên phía của team Tundra không có vision, và để cho Focus, một con Sven có thể ăn được bãi Anson một cách thoải mái thôi. Thậm chí là còn cắt hết toàn bộ cây đi để tránh những cái góc khuất đối phương có thể lần vào bắt bớ vào Sven. Giàu quá nhở, và cực kỳ giàu đến từ một con Sven rồi, rất giàu anh em ạ. Trông kìa, Voi thì chưa có cho mình búa xét. Focus vẫn đang tận dụng đốt cái thời gian hiệu lực của Ghost Chang và bút cái trụ trên top thôi. Có coi, đây sẽ là mạng của Lina thôi. Trong coi như thế này thì kiểu gì là cũng có mạng rồi. Aomi đến nhưng mà không kịp để cover cho Lina. Phần nào thì cái lượng máu anh ta búp lên không đủ giúp Lina sống sót. Sẽ là cái trụ mid dành cho các thành viên ở phía Tundra trước. Trước khi để đối phương gây áp lực vào thì họ clear luôn hai cái trụ ngoài. Cuối cùng thì có thêm mạng nữa anh em ạ. Cuối cùng thì nó cũng là một đều ở đây. Và ông Snake King thì ông đi chỗ khác. Nhìn thấy cái con support Oracle bắt đặt được, chứ nhìn thấy Sven thì phải chạy thôi. Whis thì anh ta vẫn tập trung vào cái việc farm.
mang tiếng là DK nhưng mà lại chưa bút được trụ. Tundra họ là người có cho mình hai trụ trước, trong khi đó Brim là chưa có một cái trụ nào cả. Snaking đang di chuyển để kiểm soát rất hay. Đây là một con clock di chuyển nhiều nên là level anh ta đang thấp. Level của clock 12 phút rồi, chưa có ulti, chưa đạt được cho mình cái level 6. Năng di chuyển thì anh ta sẽ có lượng tiền khá là ổn. Anh nghĩ di chuyển chủ yếu là để phá đối phương, không cho đối phương farm. Phá quất, phá gear. Không canh được ai cả nên là bảo là có tiền thì không phải. Di chuyển nhiều như vậy là để kiểm soát bản đồ thôi. Nào, gồng lên là chém là bay đầu 33 đấy. 33 đừng đùa, nhưng không. Tundra đang TP rất là nhiều. Ba người di chuyển đến khu vực land top rồi. Và ở đây thì đó là Sven. Thêm cái búp Heavenly Grey nữa thì Sven sẽ có thêm lượng strength. Và đây rồi, có Heavenly Grey vào Sven rất nhiều đam, đóng lồng được 3 người. 4 ai người bắn ra 4 người cơ, và cả Sven ở đây thì lượng máu còn lại rất là thấp rồi. Tiếp tục coi đồi, rồng thì anh ta không thể làm gì được hơn. Và Sven ăn một cứa đến từ Timbersaw. Và quá nhiều strength ở trên sau gặp Timbersaw thì là đi, và đó là Team Quay. Team Quay anh em ạ, khi cái lồng đấy 4 người ở 4 mét. Một cái lồng nó perfect. Nó úp cả Omi, nó úp cả Oracle, thế là thôi, không có ai để cứu cả. Một cái lồng 4 người ở 4 mét lồng anh em ạ, cái lồng gì vậy? Cái lồng thế giới à? Đúng 4 mét luôn. Sợ dã man. Chỉ cần lệch ra là Omi ở ngoài đi là sẽ có một cái Guardian Angel, một con Oracle ở ngoài thì có sẽ có cho mình một cái Faramir. Nhưng mà không, 4 người 4 mét. Skitter không chỉ đẹp trai, đánh lại là hay luôn. Chúng ta lại còn hay luôn. 6-1 anh em ạ. 4k net change chỉ sau một pha team fight tuyệt vời đến từ các thành viên Tundra. Úp quả lồng thế giới à? Dã man thật sự. Lồng này chắc là gọi ông nào úp hộ uy tín. Cảm ơn người anh em Atu Phạm nha. Kèo một lốp game trước Tundra win thì mình đã nhận được rồi. Cảm ơn người anh em. Như thế này thì là xong rồi em ạ. Anh em mình chỉ gọi là dừng lại ở 3 trận bò 1 thôi. Đây lại hook shot vào và tiếp tục có cửa. Omni này bông hồi quá nhanh. Thực sự là bao nhiêu sở trang đánh quả tình bần so vẫn khó. Hỏng rồi. Nếu mà Tundra chiến thắng trận đấu này thì hôm nay bọn tôi sẽ được nghỉ sớm. Khi mà câu chuyện ở đây sẽ là OG và Tundra trụ hạng. Tundra họ sẽ có cho mình cái hạng 5, OG hạng 6. Và Brim sẽ về hạng 7 xuống hạng. Thực ra thì đúng như mình nhận định từ đầu rồi, anh em phải là một cái snowball. Cái bánh răng này nó phải khớp, nó không được chật bất kỳ một khớp nào. Họ vừa chật một quả khớp hơi to. Khớp to quá. Làm 4k tiền thì quả khớp này hơi to anh em. Quả này thì con Sven nó phải farm bù rất là nhiều đấy. Bởi vì vừa nãy anh ta đang là người dẫn network, bây giờ thì không rồi. Ba con đối phương đều xanh, lao vào stun được Park. Anh ta vẫn còn orb ở đây nha, không đẩy orb đi được mà đã nằm lại rồi. À bình tĩnh nha. Hình như là chúc mừng hơi sớm. Khi mà rõ ràng là Brim họ chưa bỏ cuộc. 14 phút, gần 15 phút, 4k tiền thì là nhiều. Mà cái con Sven này nó vẫn đang giàu. Một con Sven nó vẫn đang có cho mình network và sắp sửa hướng đến cho mình một cái BKB rồi. Bây giờ lồng chưa có thì phải bỏ lại cái trụ này thôi. Bỏ lại cái trụ này dành cho bên phía của team Brim. Nhưng bây giờ đang là smoke để móc phía sau. Khi cái lồng của Skitter nó chỉ còn cooldown 1 giây nữa thôi. Có lồng, có Iblast, rất nhiều sát thương và Fearless Boy. Với việc anh ta lên cho mình có búa set nữa, lượng sát thương phép nó sẽ được bổ sung. Mặc dù có Guardian Angel, họ vẫn cực kỳ phải xóa được con Fearless Boy nha. Và đây sẽ là một cú lồng luôn hay không đây? Nhìn thấy mới chỉ là Fearless Boy thôi, nhưng phía sau hút lại được Omni 9. Đây thì là xong. Skylark sẽ chết thôi, có Timulation. Và Skitter quắc vào kết thúc đi mạng của Skylark. Trên này Spartan sẽ bị lốc lên. Và thế là thôi. Lốc là chết rồi. Bị lốc mà gặp con Timbersaw thì cứ đạp view nó cứa vào người thôi. Killing spree cho 33. Có lẽ là cái game đấu này khó rồi, rất khó rồi. Bình tĩnh em ơi. Hai người chết nhưng network lại còn 3k. Khi cái con Sven này nó đang farm nhanh quá. Chưa. Cứ bình tĩnh. Break coin luôn. Là tôi break coin luôn. Tăn được không? Kiếm phù thủy đau quá nhờ. Vâng, thật sự là cái kiếm phù thủy nó khiến cho lượng đam của Bắc dồn lên là rất nhiều. Em tưởng là bây giờ không đi đánh, bây giờ ở nhà phải tự thưởng cho nhau chứ. Thế này thì ít quá. Người ta gọi là Dota thể thao điện tử chân chính à? Ừ, chân chính. Chân chính. Mình thấy khu vực C thì anh em cũng có tự thưởng cho nhau đến 6 cái bo 1 liền. Khu vực EU thì nghe chứ không rồi anh em ạ. Nhìn tụt đoàn ảnh thế này thì uy tín quá. Hôm nay bọn tôi được về sớm rồi. 3 trận bo 1 nhẹ nhàng bằng mỗi một cái bo 3.
À, thế này sang gọi là đại hội võ lâm tí nhỉ? Đấy, anh đang đại hội võ lâm mà. Đại hội võ lâm mà. Thế chứ. Không đấm được, không có cơ hội để gọi là may mắn đến từ Skitter. Chứ quả đấy đấm phát đầu tiên mà bắt luôn thì là hack luôn này. Tôi cần con Sven là có một cái crit anh em ạ, một cái crit, một cái BKB. Đấy sẽ là hai cái item có thể thay đổi thế cục cái trận này. Không, ý anh là đi về. Hỏi chấm, hỏi chấm. Đâu ra ấy nhỉ? Đại hội gì hả anh? Đại hội nào? Không có đại hội gì đâu. Không có đại hội gì chị ạ. Yên tâm em sẽ nhắc nhở anh Hiếu là phải đi về luôn. Đúng rồi. Bây giờ cắt xong game rồi đi về ngủ chuẩn, sớm. Giữ gìn sức khỏe. Giữ sức khỏe, mai còn lên phục anh em. Mai còn ai lick ai liền. Mai vẫn còn trận phải cắt anh ạ, thôi nhá. Thằng Khánh này tự nhiên mớm mớm đại hội võ lâm vớ va vẩn. Khánh nó dụ anh biết gì đâu. À Skitter. Quắc ra cái chết luôn rồi. Quắc ra phát chết luôn. Này Skitter di chuyển vào. Tới vào. Bằng bài tơ quá đỉnh đến từ Lina. Và thực sự là cái lượng sát thương nó khiến cho con Phelps Boy này có lẽ là choáng anh em ạ. Choáng luôn. Choáng ngợp trước lượng sát thương của một con Sven. Một con Sven bây giờ được búp thêm Heavenly Grey vào nữa thì anh ta sẽ có khoảng 4 lốc đam. Chặt thì nó là ngọt nước luôn. Bạn ơi, tôi đã bảo bạn rồi. Bạn quắc ra là bạn chết luôn. Bạn không tin tôi. Nó gọi là bốc hơi luôn. Anh em khuyên bảo nhau thế là tốt anh ạ. Đấy, anh em mình, anh em cùng tiến. Vâng, 30. Nên quân trình lệch nó chỉ là 4k thôi. Sven ăn một cái iBlast vào người. Và có muốn đánh hay không đây? Húc theo không? Dây hồi sinh. Có húc shot không? Không, không, à, không. Sợ rồi. Quyết định là không rồi. Chưa có voi, húc theo vớ vẩn là clock chết luôn. Lina thì cũng đã xê sủi về thành công. Anh ta sẽ hướng tới cho mình Etherland. Khả năng khống chế về phía team Brim là có. Có stun của Lina, DK, Sven. Tương đối là đơn mục tiêu thôi. Sven thì AOE một chút. Không có cái khống chế nào cùng cả. Tundra thì họ có cho mình cái coi. Bây giờ thì tiến tới cùng Harosan rồi. Sẽ cần cái TP. Nhanh, kịp không? Không trách rồi, không trách rồi. Em thấy scan rồi. Có scan. Có scan rồi. Và bên phía của Tundra, họ vẫn chưa quyết định bỏ nha. Nhưng mà không có ultimate của Sven, đánh nhau bỏ. Vẫn sẽ thiếu. Bỏ lại con Roshan này thôi. Bằng di chuyển lên, thấy vào Sven thì cũng cong đuôi chạy thôi. Tập này thì thực sự là Fearless Boy không có đam để trụ anh em ạ. Cùng lắm là với cái lợi thế Aegis họ có thể làm được một cái trụ thôi. Fearless Boy mà bảo là lao vào gọi là dơ cái mặt ta đánh trụ thì rất dễ là bay luôn mạng đầu tiên. Và trên này thì Sven tay đôi với cả Timbersaw thì nên chạy hook shot vào rồi. Ablat bắn tới, Timbersaw cũng lao vào nhưng đó là BKB. Không thôi thôi, đừng ham. Đây rồi, vẫn có quyền ham khi mà anh ta còn BKB trên người. Còn cả ultimate nữa có làm được hay không đây. Có thiên sứ giáng thế. Mở form lên, đúng rồi. Đấm vào ai? Đấm vào con Buck này. Nó bị stun lại rồi và Buck đã lên bảng đếm số. Nhưng Flash Boy vẫn còn đầy. Stun xuống chúng hai người, Sven cần được. Đừng chạy. Thôi xong rồi. Focus anh ta chạy gõ vào creep rồi. Gõ vào creep. Và bây giờ thì tiếp tục tràn vào từ các thành viên Tundra. Time Dilation được dí vào cười cho Skylark lập tức giải luôn. Vâng, với cái tơm đam đấy tôi nghĩ rằng nếu mà Sven gõ vào con Fallen Void là chết đấy. Là xong đấy. Nhưng mà anh ta lại quay sang đánh creep anh em ạ. Lựa chọn là sai đến từ Sven rồi. Chứ nếu quả đấy mà kết thúc đi được con Void, một con Void có Aegis đi, thì khả năng chạy được của Sven là còn. Nhưng mà anh ta lại đánh creep. Không hiểu kiểu gì mà pha mid click chăng. Em thấy quả đấy là Sven cũng hoảng. Anh ta đánh hơi đuối tay. Thôi xong rồi. Nếu như quả đấy mà liều quay trở lại bắn thì sẽ là ổn. Là chiến luôn, quả đấy làm sao chạy được nữa. Đúng quả rồi. Đấy là phải chiến luôn rồi. Anh em có một cái clip mà Atherzy dạy Dom chơi điện tử. Atherzy có bảo Dom là trong trường hợp đấy thì em nên quay lại đánh luôn. Bởi vì đánh luôn thì em còn có phần trăm chơi được đối phương. Chứ còn chạy về thì là chắc chắn là chết. 5k tiền khó quá nhá. Thật sự thì cái lượng đam của Sven nó có đấy. Nhưng bây giờ thì Void đang giàu dần rồi. Tí nữa anh ta cứ úp lồng, cứ đấm liên tục vào Sven là Sven bị bát thôi. Mà bị bát thì sẽ không thể nào mà deal đam ngược lại được. Trận đấu này thì rất cần Sven có đủ đồ. Sẽ phải cần thêm cả gậy xanh, gậy xỉm để giúp anh ta cơ động hơn. Và những pha team fight vừa rồi các thành viên bên phía team Rain không có những cái chiêu thức nào để có thể di chuyển nhanh tức thời bắt bớ các support phía sau. Việc solo của một Fearless Boy cũng như Timbersaw ở frontline quá khó để có thể kết thúc được hai con hero này. Tín nhiệm, tín nhiệm.
Làm nhanh được được. Bên phía ở team Dream thì làm nhanh được, nhưng mà cảnh này quen, cảnh này game quen. Trước thì chúng ta thấy rồi. Game trước thì sắc xa là cũng là chết liên tục trong tay của Nai. Đúng rồi. Game trước thì là Runa Ken, game này thì là Double Da. Ông sợ bắt tan lại còn sợ tách dình địch nữa thì tôi cũng ông lại thấy ông chết. Còn sợ tách dình địch để cho Sven farm thì thôi, bốn người đẩy ra thì Sven cong đuôi chạy bỏ lại con Oracle. Cong đuôi mà đối phương vẫn còn đang đuổi theo sau. Ui, phần bãi stack này thì là mất. Nó là mất trắng anh em ạ. Có một bãi stack Ancient ở đây để giúp Sven farm dưới này thì ai mới là rồng thật đây? Vâng, rồng tiên đấu với cả kỵ sĩ rồng. Thằng rồng tiên thì cũng đã xê sủi rồi. Kỵ sĩ rồng có người dùng backup mà anh ta sẽ là lùi về thôi. Mà còn bắc dầu hơn rất nhiều so với cả con Dragon Knight. DK thì cần phải có thêm cho mình BKB nữa thì anh ta mới có chỗ để mà bắn ở trong cái game đấu này. OG sắp trụ hạng thành công rồi, nhưng mà không phải bởi vì họ đánh quá tốt mà là bởi vì Tundra đánh hay quá. Tầm này là OG đã ăn mừng đấy. Tầm này OG đã ăn mừng anh em ạ, mày quá trụ hạng thành công rồi. Gọi điện sang cho Tundra không? Anh sẽ mời các anh em sang kia Minh Hau nhà mình gọi là giao lưu, đúng, làm bữa thân mật, bơi các thứ. Gọi là nhờ anh em đã gọi là giúp mình. OG họ đang ăn mừng dần đấy anh em ạ, khi mà Tundra chiến thắng Brim, không phải chơi thêm một cái loạt trận tie break nữa. 14 năm 9k net change rồi, Tundra rất khó để có thể end được cái game đấu này. Phoenix Void cần có thêm đồ. Tầm này thì đang có một cái Kinesis tận dụng để có thể lấy được những cái trụ rồi. Còn bên phía của Brim thì họ vẫn đang có bài vở để chơi được nha. Con Sven nó vẫn là một cái dấu hỏi chấm rất là lớn. Tundra vẫn cần có thêm đồ trên Phoenix Void để có thể end được. Và bên phía của team Brim họ có gây được bất ngờ nào không? Tôi thấy sơ mốc sơ biển rồi, nhưng mà đang đi một cái đường. Trận đấu này ấy, anh thấy một cái thứ rất hay dành cho Tundra là sao? Ba ba vẫn được chơi team vừa so, Nai vẫn được chơi Bắc thuận tay từ game đấu trước rồi. Thành ra cái đấu này họ đánh trông rất là nhẹ nhàng, network là ổn. Mỗi Sven thì đang là nhỉnh hơn, nhưng một mình Sven thì tôi sợ rằng là không thể nào mà gánh được cái game đấu này. Brim họ đang chấp nhận, họ đang chấp nhận bỏ đi những cái trụ ngoài và chờ cái Aegis của con voi lại hết. Và Aegis đã hết rồi, đây là lúc Brim phải smoke, đây là lúc họ phải kéo lại. Mà tôi đang thấy có một cái double dam và bên phía ở team Tundra họ đang để lại dành cho Nai nhặt rồi một con Buck chơi theo đường nam tay cầm cũng được, không nhất thiết phải là Sven đâu, à chính xác là Phoenix Void đâu. Tổng lượng đam đến từ Buck, thực sự thì với một con Buck cơ động hơn để bắt bớ các support phía sau là một sự lựa chọn hay. OG tập này thì chắc là đang người chơi hệ phù hộ anh em ạ, cứ ngồi ở nhà gọi là cầu trời khấn phật cho các thành viên Tundra đánh hai họ thắng game này theo chúng bạn thôi. Có một ông gọi là Philippines vào tôi quảng cáo kênh tôi chưa xong lại còn quảng cáo cho ông Philippines nữa thì hello bro Butami Amo. Nào đang sờ bốc một con Oracle đi đâu là sao ta, anh nhớ không nhầm con support này là diện hỗ trợ mà nhỉ, con này thường là đứng sau để gọi là bắn ulti cứu người mà đứng sau là xa. Ừ, sao con Oracle nó lại đi đầu nhỉ, mấy ông Brim này đây phản khoa học à. Oracle đi đâu đi? Mấy ông này thì ai đi đầu được anh? Omi đi đầu à? Sven đi, Sven. Đi cây đi, đi cây Blink, thấy ai Blink vào tốt luôn. Đi cây thì còn tạm được chứ em nghĩ là Sven thì cũng không được, Sven đúng. Mà đi đâu. Là đi cây ai cũng được, không phải là con Oracle. Gọi là có tí pho tá một tí ở phía sau để cho Oracle đi đầu thì là hết anh em ạ. Vâng, bây giờ đến lượt bên phía Tundra rồi. Đấy, chuẩn bài. Void đi đầu hoặc là Club đi đầu. Nhìn thấy húc vào, Void quắc vào úp lồng đấy, nó cũng hợp lý. Chẳng hiểu sao Oracle đi đầu phản khoa học quá. 10k net change, các thành viên Brave vẫn đang cố gắng xây sủi để có thể farm thêm lượng đồ trên người Sven. Và cái item quan trọng nhất mà anh ta cần có đấy là một cái crit để có thể deal ra một lượng sát thương khổng lồ. Hên xui thì crit độ khoảng đôi lần thôi là đối phương sẽ là đi. Đây thì có một cái Imclaw, chắc chắn là sẽ crit nhát đầu tiên rồi. Nhát thứ hai thì vẫn chưa biết được, sẽ là cái crit to chứ crit nhỏ thì em nghĩ là vẫn chưa ăn thua. Chưa ăn thua, đài lớt crit to anh em. Nó phải sấp một turn khiến con voi này nó chết luôn. Chỉ để voi tỉnh dậy anh ta quắc phát là thôi. Đầy máu và thêm một cái lồng. 14 năm. Và các thành viên Tundra đang di chuyển để có thể ép map. Với một con Sven không có khoảng farm ở trong Ancient thì đây sẽ là một trận đấu cực kỳ khó. Cái lượng network nó sẽ trôi dần về dành cho các thành viên Tundra thôi. Không có bãi cam Ancient, carry sẽ cực kỳ thọt. Creep ở ba lane thì Timbersaw cũng cua gọn lại một chỗ.
bây giờ lượng farm duy nhất được nhường lại cho Sven thôi, một con hero mà nó đang là niềm hy vọng của cả team Brem rồi. Skylark sao lại có quả bao game này nhỉ? Quả bao này nhạy cảm thế. Sven giết năm chăng? Anh thấy ông Park đang phòng off vào vị trí Sven, là anh sợ là cái con Sven này sắp sửa dính một cái coi nhá. Dính cái coi rồi Park có double dam voi và úp lồng là mệt nha. Rồng. Rồng bờ linh chắc không sao. Tinh tinh vắt nhỉ? Bây giờ nhá. Bây giờ câu chuyện là như này, Brim họ muốn chơi tiếp. Đúng. Đang power game, họ gọi là chuyển cho Tundra. Nhưng mà khi mà Tundra nhận được tiền ấy, thì Tundra lại nhắn tin lại Brim bảo xin lỗi các bạn, OG trả chúng tôi nhiều hơn. Thế là ăn cả hai, hai đầu luôn. Ăn cả hai đầu luôn, uy tín luôn. Brim lúc đấy thì chả biết phải làm gì. Thế chả nhẽ bây giờ đi kiện nhau à? Thật, Brim lại bảo chuyển trước được không? Lấy lợi thế, OG chuyển một cục gấp đôi. Xong. Hỏng rồi, hỏng rồi. Nâng giá, thế ready, 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 Fata đã ready rồi. Vẫn sẽ là đánh cẩn thận từ Park, anh ta quyết định là không di chuyển vào. Một con Sven kìa, 117, 125 dam, 3 lốp dam khi chưa gồng God Strength. Đây vẫn sẽ là một thách thức cực kỳ lớn đối với Tundra. Khi mà support cũng như cả mid của họ, cái lượng máu không có quá nhiều và thực sự một con Timbersaw. Mặc dù giáp anh ta nhiều thế thôi. Và nếu vào combat mà không có những cái trạc reactive armor thì bị Sven đấm cũng đau nha. Tinh tinh chưa nhỉ? Không biết là tinh tinh chưa? Không biết Brim mày chắc là cũng không không giàu. Không giá cả là không hợp lý. Một phần em nghĩ là cũng quan trọng. Bây giờ cũng phải deal để xem là đánh 3 game nữa thì anh em mình được thêm cái gì. Ủa, Timbersaw lại là được đồ chúa luôn anh em ạ. Đang nhận thấy là Tundra họ không ra tín hiệu rồi. Câu chuyện ở đây là kết thúc chăng? Mà Sven có cho mình một cái, đây là một cái Orb of Distraction à, cũng ngon đấy. Có thêm trừ giáp, có thêm cả slow nữa. Nhưng bây giờ tôi nghĩ là Brim họ cần phải làm cái điều gì đấy đi. Chứ rõ ràng đánh về late game là không nhiều lợi thế đúng không? Đúng rồi. Đánh cả một con Void late game, khi Void đủ khỏe mà Sven dồn một tân không chết thì lúc đấy là bên phía Brim cái cửa thắng rất là thấp rồi. Quan trọng là khi mà Park có thêm gậy xanh thì cái con Sven nó sẽ bị cai rất là nặng. Khó chơi nha. Khó rồi. OG trụ hạng thành công rồi. OG trụ hạng cái bọn tôi có quả kèo uy tín của người anh em fan thế. OG trụ hạng cái kiếm ăn một tí. Hôm nay bộ ba phá án rồi. Cũng phải là có tí. Nào, 12k net change mà càng farm thì các thành viên bên phía Brem họ lại càng đuối thôi. Bởi vì sao? Bởi vì họ bất hết rừng. Đúng rồi. Rừng không farm được. Đối phương thì nhìn kìa. Ông Club thì farm đây. Ông A thì farm dừng bên kia nhưng đang dồn vào Timbersaw. Và ba ba chết luôn rồi. Lấy được một mạng đấy, nó phải là khứng hởi như vậy đi. Nào đẩy ra, cắm mắt cướp lại mảnh rừng của mình. Tài nguyên của mình thì không thể để cho người khác lấy được. Mặc bật cả BKB đánh rất cẩn thận đến tương lai, thậm chí là nhả coi luôn vào mặt con Oracle. Nhưng Park bây giờ anh ta bị đập đau quá, một hit nữa thôi sống dậy loằng ngoằng là chết. Nhưng đó là cú hút shot cứu người quá hay, nhưng vẫn là một làng Gunablet đến từ các thành viên của bên phía Team Brem. Và hai quật Club cũng đã lên bảng rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Ba thành viên của Tundra nằm xuống. Và họ chỉ lấy được mạng của Oracle thôi. Netgood bây giờ chỉ còn là 8k. Trước đó là 12, nhưng bây giờ chỉ còn là 8. Sven đã có nỏ thần An Dương Vương. Và bây giờ không biết đâu một lần nha. Con Fearless Boy này chỉ ăn 2 crit thôi là đứt 2500 máu. Sven 500 dam, một phát crit là 1250 máu và hai phát thì là đi. Tinh tinh rồi anh em ạ. Hai phát crit thôi là con Void sẽ đi và với cái lượng khống chế của DK thì tôi tin là hai phát crit cũng không khó khăn lắm. Anh biết đây là gì không? Ăn cả đường đi, ăn cả đường về. Anh em mình chốt được kèo của Tấn Nguyễn đó là ba trận. À, chúng ta đã đến với cả loạt thứ hai đúng không? Như vậy bình tĩnh em ạ. Chưa. Ăn cả đường về rồi. Chưa. Khi mà ở đây Park sắp Sven bình tĩnh nha. Khi mà 23 giây nữa thì mới có God Strength. Mà có một cái double dam. Thôi chết rồi. Tôi thấy con Sven đó nhìn thấy cái rune này rồi. Mút. Ăn hơi sớm nhưng mà thôi. Ăn luôn và bây giờ sờ bốc vào. Với double dam, với God Strength. Bật vào một con Faithless Void. Một tên có crit. Nó là Eco Saber mà cả hai cái cùng crit là thôi. Con Void này anh nghĩ là nó biến mất đấy. Hai cái chạm tay nhau thôi. Nào, vẫn đang chờ đợi vào cái double dam. Nhưng bây giờ Tundra là người đang chủ động trước. Focus đi đầu rất tự tin. Nhưng mà bình tĩnh nha, ăn lồng là chết đấy Focus ơi.
Lốc đối phương lên. Lốc rồi. Lốc rồi anh em ạ. Cũng cẩn thận anh em ạ. Bây giờ con Roshan này là một con Roshan có chi. Có cho mình thêm cả một cái refresh. À có cho mình thêm cả một cái sát. Sát. Sát cho voi là ngon luôn. Giảm cooldown của Tham Quắc. Và cắt lên. Xong lại có thêm một skill để giật về. Bởi vì họ lại không có gì để gọi là lấy vision cơ. Ví dụ như Tundra thì còn rocket, rock kiểng vào để check. Nhưng bởi vì thì chỉ có gọi là lấy người check thôi. Bây giờ check đô săn bằng chân thôi. Lấy thân mình ra lấp lỗ cho ai không đối không phương biết gì luôn này thôi. Mấy ông này đánh hơi kém thế nhận. Ông DK còn đang đi gọi là đẩy lên ở đâu đâu. Mất con đô săn này rồi. Mất con đô săn. Và đây sẽ là khoảng 8k net chain. Thêm cái sát nữa thì tầm lên 9-10k 11k luôn cho nó cẩn thận. Xong rồi anh em ạ. Sát của Fearless Boy quắc lên quắc về. Fearless Boy sẽ rất là khó bắt nha. Tín hiệu là không rõ ràng đến từ Tundra rồi. Hoảng hoảng hoảng. Về được, về được. Về thôi, về thôi. Húc chưa? Trượt. À! Khó chịu nha. Thôi chỉ là biter thôi. Và bây giờ thì mất đĩa đến từ bên phía của ba ba. Ba ba. Ba ba. Nên là lùi rồi, nên lùi rồi, mất đĩa rồi. Đối phương ra mà chẳng may ăn hai quạt có crit thì cũng là đau. Tầm này Timbersaw vẫn chưa tích được chạc giáp nào anh em ạ. Lao vào là hai quật là cũng đi đấy. 11k net chênh 32 phút. Đây vẫn là khoảng chênh lệch lớn. Nhưng mà nếu mà duy trì được khoảng chênh lệch này đến tầm khoảng phút thứ 43, 44. Đối phương có Aegis. Và bên phía của Brim đang là người sờ bốc. Đánh bất ngờ. Đây là dùng cái yếu tố bất ngờ thôi. Không biết là có bất ngờ nổi hay không đây. Nhưng mà họ đang hướng vào vị trí của Nai. Nai trốn rất là kỹ. Anh ta đang hướng đến cho mình một cái EB để chống lại Sven rồi. Trên người đã cầm cái gót. Trốn kỹ. Xong. Tundra đánh cẩn thận quá. Thế này thì cơ hội để cho Brim lật kèo là rất thấp luôn. Đánh thế này thì lấy đâu ra cơ hội nhỉ? Em nghĩ là không, cũng không phải nhát đâu. Bởi vì Brim cũng chắc cốp mà. Brim cũng phải chơi chắc anh em ạ. Bây giờ Zolo một pha mà một tượt thôi là con Timbersaw nó có khó anh em ạ. Khó trụ cũng là nhanh luôn. Bỏ con Roshan. Cái team này họ chẳng có gì để lấy vision ở trong hang Roshan ấy. Nhìn Tundra họ có rất nhiều thứ. Rocket, Orb, cả UTI, nhiều thứ đúng không? Đúng không? Bên này chẳng có gì. Bên này chỉ đúng là gọi là chạy vào nhìn thấy con Roshan ở trong đấy thì à biết là có rồi. Chẳng có gì để bắn vào cả. Và cái con Timbersaw này nó đã đẩy xong khu vực Landbot rồi. Ở đây thì có Full Promise để cover cho người đồng đội của mình di chuyển về. Nhưng được bảo với tôi là Skitter lại quắc đúng chỗ thì đây rồi anh ta. Thôi được công. Thừa còn hơn thiếu anh em ạ. Thừa còn hơn thiếu. Búp một cái Full Promise để cho DK về được là tốt. Mất Full Promise rồi. Nhưng mà đối phương thì cũng chưa dám di chuyển lên. Fnatic Boy sẽ hướng tới cho mình ai. Ai em Skadi úp lồng lại. Có thêm start sơ tiệc. Đấm cũng sẽ là đau. Và một cái Paladin's Ward đã để sẵn ở trong người để có thể khiêu chiến với đối phương rồi. Trường hợp mà con Sven rồi đam không chết thì Fnatic Boy sẽ kéo Paladin lên. Anh ta vẫn mặc cho mình một cái Elf Tunic để có thể gia tăng lượng sát thương né. Nào. Cứ là bay lên để check xong đó là giật về thôi. Thật sự là cái chat của con voi này khi đối phương bị giật mình ấy, nhiều khi không biết xử lý như nào. Quắc vào thấy đối phương sơ tan sơ tiểng thì tôi lại giật về. Thế là xong. Bây giờ với việc là đối phương có Aegis thì một lần nữa Brim họ đang chờ đợi cái Aegis này hết. Nhưng nó còn tận 2 phút nữa cơ. Không biết là bên phía của Tundra có tận dụng thời gian của Aegis để mà lên high ground không chứ. Ghép map thì cũng được. Ghép map thì network càng ngày càng tăng. Thì về late game thì cần thắng một combat là xong luôn. Đúng rồi. Vì nếu mà không vội thì cứ ép map từ từ thôi. A có cho mình cái sát rồi. Cái Ivo Tech nó sẽ có đam và khiến cho A đẩy lên rất là khỏe. Ép map thì Fearless Boy có lợi thế về cái lượng farm. Nhưng mà về late game thì anh ta cũng khỏe mạnh hơn đối phương cũng nhiều. Trời ạ. Mất đĩa và bây giờ Sven cũng mất cho mình ultimate. Nhưng Fearless Boy di chuyển vào đây. Lồng đôi. Nhưng Sven đã được cứu bởi thiên sư giáng thế rồi. Park đang vòng phía sau có thể bắt bớ vào các support. Và anh ta phát hiện ra vị trí Oracle. Di chuyển vào cứu người đồng đội không được rồi. Còn Fearless Boy nó đang quắc cực kỳ thoải mái trong những pha teamfight. Skylark cũng sẽ là đếm thôi. Anh ta bị cô lập lại ở phía bên ngoài rồi. Sẽ là lên bảng đếm số 8-17. Tiếp tục hook shot vào có vẻ đang hơi vui quá. Sven bật BKB. Hai tát Fearless Boy mất cho mình mạng đầu tiên. Có Silent mọi người của Timbersaw rồi. Và bây giờ thì sẽ là phải về hồi máu thôi.
Các thành viên bên phía Tundra tiến lên cùng high ground, nhưng Fnatic Boy đã mất cho mình đó là cả một cái lồng cũng như cả Khaleesi rồi. Họ cái pha setup đầu tiên ấy, setup để bắt cái con Timbersaw này là họ sẽ chờ cho Sven chém để Timbersaw bật cái đĩa, sau đó là Oracle bắn cái chiêu Q vào giải để giải. Nhưng mà làm trượt em ạ. Oracle lại bắn vào trước. Thế là thôi. Thôi xong rồi. Cuộc vui của chúng ta là kết thúc ở đây khi mà Tundra họ cực kỳ chai hát ở trong trận đấu này, đánh nghiêm túc. Họ đánh nghiêm túc để họ có cho mình cái thứ hạng là số 5 trụ hạng thành công với thứ hạng là top 5. Còn về phần OG là về thứ 6. Có giải nhưng mà bây giờ thì là coi hook shot vào và Sven đếm luôn. Fnatic Boy vẫn đang một mình một cửa. Vâng, chơi điện tử thế này thì có lẽ là Brem sẽ là GG thôi. Hai cưa một người, hai con tướng sư trang anh em, nó là chát chúa luôn. Nhưng đây thì Fnatic Boy cũng lên bảng điểm số rồi. Bài bắt giả đến từ Sven. Này đang có BKB và anh ta sẽ lùi về được thôi. Nhưng con Timbersaw thì tôi không chắc. Có Blink trên người của Dragon này. Di chuyển ra, Blink là thành công. Tiếp tục stun được đối phương. Và Sven bồi thêm cú stun vào. Nhưng đó là trigger Endit rồi. Không có gì để giải. Có thêm stun vào để Sven có thể chém. Clock vẫn đang đây để có thể cover cho người đồng đội của mình. Người ta còn hút shot, còn cock. Đóng cock lại để cho nó cẩn thận luôn. Nhưng mà bị stun lại rồi. Có lẽ là Clock sẽ hình nhân thế mạng rồi. Ba chặt đến từ Sven. Sẽ thay thôi. Cùng tộc Goblin mech với nhau thì phải bảo vệ nhau thôi. Clock thì yếu hơn một tiền, bảo vệ cho một con Timbersaw hai tiền lùi về hợp lý. Và bây giờ thì mới chạm được vào cái trụ một của đối phương, và thậm chí là focus còn chưa ăn được khi mà cái con bắc trong tay của Nai đang gây rất nhiều khó chịu. Thôi ít ra ăn nốt cái trụ ngoài đi, ăn nốt cái trụ một đi, chứ chơi Dota 37 phút mà chưa ăn được trụ mid đầu tiên của đối phương là hơi tệ. Và Tundra thì họ đép bằng được luôn, mở cả Fortify lên để đép cái trụ ngoài. Vâng, cái ông Fata này hóa ra là chưa về anh em ạ, vẫn đứng ở trong để mà đớp con gà. Con gà này nó có FKB của Sven nha. Hay. Chưa phải là FKB, chỉ là hai mảnh thành phần thôi. À, một con gà tương đối ngon. Chết đâu đấy. Ra tiền rồi. Vẫn đang rất cố gắng đến từ Brim. Họ đã mất cho mình cái rack ở trên top. Họ đang bị dẫn 21k network nhưng họ vẫn đang là người cố gắng. Thực sự là thử thách quá lớn khi mà những con Heroes of Chang lại phải đối đầu với cả một con Timbersaw. Và 38 phút rồi, lượng chênh lệch 20k tiền nó vẫn đang là tương đối nhiều. Ồ, Berlin khéo. Chính xác là bắt anh ta Silent bằng Wardenic Rift là trượt. Nên là đi cây Berlin được. Nào bọc lên, có stun chống đối lại. Và bây giờ thì anh ta bị dí vào. Nhưng vẫn có giải từ đó, cổ vẫn là lùi về thành công thôi. Vẫn lùi về được. 21k một combat chắc là lật được khoảng độ 10k nhỉ. Nếu bây giờ thắng một combat có thể lật được khoảng độ 10k anh em ạ. Nếu mà đối phương buyback ra nữa thì là câu chuyện khác đấy. 21k với vẫn chỉ còn 4-5k thôi. Mà khó lắm, Voi về late game đủ đồ thì bên này Timbersaw còn lên Umbrid thì là hiểu cái độ bó cẩn ở lock 2 luôn, chạy đắt thật. Bây giờ DK Satan 2 thì là 3-3, anh ta có lock 2 là anh ta cứu được luôn. Chả quá, Tundra thi đấu trận này nghiêm túc thật sự luôn. Là 100% công lực ở trong người đấy các bạn. 10-20 và 22 connection họ chiếm toàn bộ khu vực rừng rồi. Và nếu để kéo dài thêm cái trận đấu này ra thì sẽ tận dụng lợi thế của những item rừng. Kết thúc đi game đấu. Hook shot lại đóng cock luôn. Đây là một con Sven đã bài bắt nhà. Fnatic Boy mở lồng ra rồi, có BKB, có Guardian Angel để có thể cover cho Sven. Nhưng phía sau Park mở BKB đào vào, Sven có phòng có stretch tắt là đau luôn. Sẽ phải xê sủi rồi, nếu không AA sẽ chết mất. Nhưng mà họ đang bị cài rất nhiều phía sau. Park anh ta đánh liều và đã phải lên bảng điểm số rồi. Tiếp tục có stun lại được vị trí Timbersaw. Fnatic Boy một khe lửa thôi, không đủ lượng sát thương để chơi với cả Witch. Sven vẫn đang có Godstrike được búp lại cực kỳ nhiều đam. Liên tục hồi máu lên đến từ Oracle. Chơi không là rất nhiệt tình luôn. Thời gian hiệu lực của Godstrike còn nhá. Em nghĩ là thôi, không có lồng không thì thôi. Không chơi à? Anh đang bảo là bên phía của Brim họ có thể chơi nhưng họ lại quyết định là không. Đánh an toàn lại lui lại gọi là lại tactical vào rồi. Đấy rồi. Liên lạc một lần nữa, chốt lại một cái giá cẩn thận. Nhanh lên, ông chốt đi để tôi còn comeback. Sky mic in the bed, chứng tỏ là họ đang bảo là cái mic cái miệng là có vấn đề. Và tôi thấy Fata ở đấy chạy cũng xỉa anh em ạ. Có một fox start, có một cái roi để quất vào đít mình. Và tốc chạy là vượt cái con Sven để thoát ra. Tơn này thì đánh giá là Skylark nhanh tay. Một cái ulti Omi đẹp. Mà chúng ta không được nhìn kỹ lắm tại sao cái con bắc này chết ở phía trong. Nhưng mà chúng ta đang để ý phía ngoài.
Quay lại phía trong này thì Park đã chết rồi. Anh ta chết bởi lượng đam đến từ Lina. Con Lina đã có gậy xanh. Không đùa được con Lina đâu nha anh em. Bây giờ Sven công việc của anh ta sẽ nhàn hơn rất là nhiều. Cái quan trọng là có Lina follow thêm lượng sát thương đến từ Clank Kuna Blade rồi. Flash Boy nếu mà đánh không cẩn thận thì vẫn sẽ là đi nha. 20-11 là 20k net change và chúng ta đã có tín hiệu là trận đấu sẽ được bắt đầu lại rồi. 11-20-20k tầm này nó là 40 phút 20k vẫn nhiều. Vẫn là 500 CVM. Bây giờ nó rút khoảng là con tầm 12-13k đi thì anh em có thể coi như là yên tâm là sẽ có một thế trận cân bằng, chứ còn 20k thì vẫn đang hơi nghiêng về phía các thành viên Tundra nhiều hơn. Tundra họ cũng đang có vấn đề này. Ban tổ chức hỏi là Tundra đã sẵn sàng để go tiếp chưa thì bên phía Tundra bảo là no. Và ban tổ chức báo lại là bây giờ thời gian bao là bắt đầu tính bên phía Tundra đúng không? Trời ơi, ban tổ chức này nó gọi là tầm khắt khe nhất thế giới anh em ạ. Chắc chắn đây là cô giáo chủ nhiệm hồi tôi cấp 2 rồi. Căng quá. Lòng hoàng bây giờ là gọi là bọn em bị trục trặc kỹ thuật nên trận đấu này bọn em thua tạm vậy. Nào, vậy gậy xanh thì ulti của Lina nó sẽ thành đam pure. Vẫn tính cả thêm cái lượng đam phép cộng dồn vào khỏe lắm cả. 20-11. Đây rồi, cuối cùng thì cũng đã quay trở lại với cả game đấu và các land đều đang bị chặn rất khó gỡ đến từ các thành viên Brave. Nhưng nếu mà để farm tiếp chưa biết bất ngờ gì sẽ xảy ra. Chưa xong. Có ông AK luôn chứ cẩn thận ạ. Đây rồi, đây rồi. Cuối cùng thì trận đấu đã được quay trở lại. Sven sắp sửa 25. Anh ta sẽ có talent thêm đam đến từ God Strength. Lấy thôi. Chắc chắn ta sẽ lấy cái talent đấy để có thêm đam rồi. Nhưng mà phải là 25 đã. Bây giờ mới chỉ là 24 thôi. 21k tiền. Ba con hero bên phía của team Tundra, ba co đều đang cực kỳ xanh. Team Berserk cũng giàu. Sven bên này thì là cái đối trọng duy nhất. Họ có thêm một con DK cũng khỏe, 15k tiền. Nhưng mà DK này thì đang hơi thọt một chút anh em ạ. DK mà 20k thì tôi sẽ xem xét lại cái câu chuyện là họ có khả năng comeback. DK cũng phải có đồ, cũng phải BKB, AC, A xiềng bắn nó mới gọi là chát chúa được. Thêm khả năng bắn vào trong lồng để cho Phaelos Void giảm cái lượng tốc đánh của anh ta đi. Vẫn là tốt để có thể chơi được. Anh nhìn cái lượng đồ của cái con Timbersaw này thì anh chưa nghĩ ra cách núp chết nó. Đúng. Ion Dead, Siva, Storm Crater, một cái gậy lốc gọi là đồ rừng, lốc nhẹ một tí để gọi là hâu cái nhịp lại. Chưa kể đồng đội anh ta là một con Buck có EB. Vẫn khó lắm anh em ạ, với 20k tiền chênh lệch. Và quan trọng là với cái chất tướng như này ấy thì bên phía Brim khó thắng. Nếu mà là chất tướng họ nhỉnh hơn cơ thì nó còn cân lại được 20k tiền. Chứ chất tướng như này khó. Đây rồi, Spell Prism, Penta Headshot. Kiếm 5 cạnh không cầm luôn. Cầm được cái kiếm. Ừ, cái kiếm ngon. Chém xa hơn, có thêm đam, ok mà. Chứ cái trừ giáp tier 3 thì không bằng. Lại tiếp tục thêm một cái đĩa nữa trên người của các thành viên Tundra. Đánh một cái game đấu 42 phút rồi và chưa biết là đội nào sẽ thắng đâu. Khi mà Brave họ có một con Sven cực kỳ bất ngờ. Con hero này thì đúng là chỉ cần crit thôi. Chỉ cần crit thôi, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Lina thì không được vội nha. Lần này Park có đĩa rồi. Nếu như anh ta vội cái Laguna Blade của anh ta, nó sẽ là vô hiệu. Phí luôn. À không, coi như là lấy được cái đĩa. Dùng cái ulti của Lina để lấy cái đĩa thì thôi đành thì cũng tạm đúng không? Nếu mà bí quá thì cũng phải cỡ bí thì cũng phải dí tốt vậy. Ôi đấy ôi. Không bỏ được nhá. Bỏ hai con Osan rồi. Con này là con có gậy xanh và nếu mà cầm trong tay Phaelos Void Voi thì Void quất vào là bát. Mấy bờ rip này không biết tham minh Osan này như nào anh em ạ. Ui bây giờ sổ ra thì lại là muộn. Chạy về luôn. Dota mà cho đối phương ăn Osan. Chuẩn bị lệch thêm thành 6.000 tiền nữa này, là 27.000 này. Ui. Đây thế rồi. Nhá. Ai ăn đây? Ai ăn? Là Void thôi. Timber à? Timber, hai mâm em ạ. À đâu, Void. Bởi vì Timber có hai mâm sẵn rồi anh ạ. Ừ, Timber là tự có gậy xanh. Tự lên rồi. Úi xồi. Thế nhá. Đã luôn đấy anh em ạ. Mỗi lần quắc vào thì nó là cay 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 cay. Chán quá, chơi Dota mà thả đối phương ba con Dosan. Khó đánh lắm.
Quắc vào. Ái ạ, trêu tí thôi, lại đi ra làm gì nhau. Thua anh em ạ. Phải level chơi cực kỳ cay anh em ạ. Mất 3 con đồ sàn đứng từ thủ trên khu vực 2 round. Và liệu có từ thủ được hay không đây. Khu vực Redbot đang đẩy lên rồi. Phải level quắc vào lại đi ra. Đánh rất uốn lượn à, lại vào clear clip đấm nhà cái lại khó chịu nhá. Phải let void này thì hãm quá anh em ạ. Và cần một cái gì đó để có thể chơi được cả con phải let void này khoác vào. Ui xôi đấy, cứ mỗi ông đã nồi nhát thế thì thôi. Và có làm chậm bắc vòng ra tuyến sau, đội hình bên phía Brem nó đang rất rối rồi. Phía sau thì dồn đam Oracle bị dồn sát thương, anh ta không búp được cho những người đồng đội của mình. Wiz thì cũng đã là xê sủi được rồi, với cái Heavenly Grey họ làm được. Và bây giờ thì hết coi đến từ các thành viên của Tundra, nhưng Phaelos Void đấm thì nó là siêu đau. Hai cái Chakram nhả vào đầu, và có thể là con rồng này sẽ phải dùng Fall from Mist để họ lùi về thôi. Nhưng như vậy sẽ không có chiều cover cho Sven. Đã phải mở Ultimate rồi, nhưng Phaelos Void thế thôi xong rồi đấy. Lờ thôi. Bây giờ chờ Sven hết ulti là chơi thôi. Cứ thế đấy, làm gì ra không nào. Alo. Cay thật sự anh em ạ. Sven chán lắm rồi mà quắc ra, quắc vào. Nào bây giờ thì phải làm gì đó chứ, để con Phaelos Void nó thế này thì không sớm thì muộn thì nó cũng đập nát hết anh em ạ. Lại quắc vào làm cái xong lại đi ra. Con Sven thì đây rồi, sơ tắt đè vào chặt nhưng đó là không chết được Phaelos Void. Bây giờ thì anh ta lên bảng điểm số rồi, nhưng Sven cũng đã bài bác ra. Phaelos Void còn một tấm khiên Aegis lại quắc vào, đây là lần này quắc đôi úp thôi xong đôi, rồi thôi hết rồi anh em ạ. Úp lông qua đúng hai người cứu hết. Kết thúc rồi. Úp bây giờ là 3 đánh 5 thì tôi không tin là bên phía ở Tundra họ sẽ thua đâu. Quá khó chiến thắng, và hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây thôi. Thái Y 1 úp lông, Thái Y 2 cũng đã ở trong. 31 giây nữa có Oracle, và bên phía của Team Brem hình như họ vẫn chưa bỏ cuộc ấy. Đây là trận đấu cuối cùng rồi, không cần gì phải bỏ cuộc cả. Bắt vào chính Rina mất đĩa rồi. Nhưng thôi xong, đây sẽ là một con Phaelos Void quắc liên tục vào mặt của Sven. Tiếp tục vòng ra, bắt vào Omni-9. Có thiên sứ dáng thế, không sao cả. Lượng sát thương phép đến từ Park đó là dồi dào. Và thêm hai cái đĩa quay đến từ bà. Rất đau, nhưng phía sau Rina làm được mạng clock rồi. Lại bài bách ra chơi tiếp hiệp 2. Phaelos Void thì nó đang bất tử anh em ạ. Sven ơi, làm gì đó đi. Bất ngờ chưa, ngạc nhiên chưa, ngạc nhiên chưa. Tiếp tục, nhưng mà thôi, hết ngạc nhiên rồi. Có đĩa, có Fall Promise để cover cho nhau di chuyển về. Không còn ngạc nhiên nữa rồi. Không ngạc nhiên lắm em ạ. Không ngạc nhiên lắm. Không ngạc nhiên lắm anh em ạ. Có bị làm sao đâu. Blink nữa không, Blink Stun nữa không. Làm gì, úi rồi, con Phaelos Void đang vừa cooldown xong Blink nó lại khoác vào mặt anh ạ. Cay dã. Thôi, cái ai vô tech này nó cũng có đam. Nó cũng khiến cho con Sven không bờ linh được. Cho đánh nhau cái nào. Chơi điện thoại không cài nhau nhở. Ở đây lại quắc vào xong lại đi ra. Thế là như thế nào? Và Sven chết bởi một cái EB và Iblast anh em ạ. Một con Sven bị cài quá nặng. Thua rồi, thua rồi, thua rồi. Chiến thắng dành cho Tundra, và cái loạt trận tie break nó kết thúc ở đây. À, đây rồi. Tổng kết. Tắt tiếng đã. Tổng kết đấy. Tundra thì là trụ hạng thành công rồi anh em ạ. Nào sao? Đây rồi anh em ơi. Chiến thắng dành cho Tundra đồng nghĩa với việc là OG họ cũng trụ hạng thành công. Bây giờ chúng ta check qua một số keo đi. OG thua là đi rồi này. Candy S là OG xuống hạng. Anh không biết keo nào, nhưng anh nhìn thấy có một cái keo là sáng nhất là anh thấy yên tâm rồi, là phát thế. OG trụ hạng 1M là anh thấy keo đấy là yên tâm nhất rồi. Cái keo này là OG ăn được một mát rồi anh. Xóa đi đúng không? Mình donate Super Hiếu 300k Momo nhé. Xong. Đây rồi, Trương Bình Nguyên. Tôi thấy ai, cảm ơn người anh em Trương Bình Nguyên nha. 300k Momo em. Đóng quả số Momo anh lên cái. Đây đây đây, chấm than. Phan thế là quan trọng nhất em ạ, à. Quả kèo uy tín nhất. Những anh em gọi là cao tơ OG thì là đi hết rồi. OG xuống hạng. Không có rồi. Người anh em Tấn Nguyễn thì có cho quả kèo là OG win. Ở đây rồi, tôi thấy rồi. Phan Đinh Thế 1M cộng ngay vào kiểu của Gặp Anh. Thôi xong. Thôi nghỉ. Xong rồi. Nghỉ. Xong rồi. Cảm ơn anh em nhá. Cảm ơn.